Trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần cài đặt. Thì sau khi mà chúng ta kiểm tra và thấy rằng cái máy tính chúng ta đã có đủ cái điều kiện để có thể cài đặt phần mềm Microsoft Pro rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt tải phần mềm về cài đặt ha. Trong video trước thì chúng ta đã tải về một số cái bộ cài đặt ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành cài đặt Microsoft Pro ha. Thì bạn kích hoạt cái bộ cài lên thôi và sau đó chúng ta sẽ cho tiến hành cài. Ở bước đầu tiên này thì nó sẽ giải nén các file cài đặt ra ha, đây chưa cài nhé. Mà giải nén các file cài đặt ra thì bạn nhớ cái đường dẫn này. Đó, thì nó ở ổ C user và del chính là tên của cái user mà bạn login vào cái máy này ha. Đấy thì nó sẽ chứa trong đó. Rồi sau đó thì bạn cho chờ cho nó giải nén cái bộ cài đặt ra ha. Thì cái bộ cài đặt này nó sẽ được chứa trong cái thư mục vừa rồi đó. Rồi bạn nhớ cái thư mục đó để sau này chúng ta còn vào để cài đặt lại hay là chúng ta có thể xóa bỏ những cái file cài đặt đó đi nha. Rồi như vậy thì đã giải nén ra xong. Ở đây thì bạn load lại và phần mềm sẽ tự động chạy lên và tiến hành cài đặt. Thì để cài đặt thì ở đây bạn nhấn Next và chấp nhận một số cái yêu cầu của phần mềm thôi. Ở đây thì mình sẽ để là everyone, tức là mọi người có thể là sử dụng cái phần mềm này ha, tức là không không có gắn nó theo user nào hết. Rồi ở đây có một cái phần đó là cái solution của XGS Pro Intelligence, thì cái này nó chính là một cái bộ, đại khái bạn hình dung là một bộ dữ liệu đi kèm theo dành cho cái tính năng là điều tra ha. Thì ở đây mình không cài đặt cái phần mềm đó. Thì xong sau đó bạn cứ nét vào ok như giống như thế này thôi là được, và bạn chờ cho quá trình cài đặt nó diễn ra. Thì cài đặt nó sẽ mất thời gian đấy. Ở đây thì mình đang tua nhanh để cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Nếu bạn cài thật sự thì bạn sẽ chờ cho nó hoàn thành nha. Rồi như vậy thì cài đặt thành công. Ở đây thì mình sẽ không có chạy Access Pro lúc này ha. Tạm thời thì mình bỏ dấu tick check nó đi rồi sau đó chúng ta nhấn Finish. Sau khi đặt Access Pro xong thì chúng ta sẽ tiến tới cái phần là chúng ta sẽ cài đặt cái bộ vá lỗi, cái bản vá lỗi ha. Thì trong quá trình tải về thì mình cũng đã có tải cái bản vá lỗi này về ha. Bạn xem thêm ở video trước. Thì cài đặt cái bản vá lỗi thì nó bình thường thôi, bạn kích chạy và sau đó bạn có thể kích chạy hoặc bấm apply như mình mới vừa bấm á, sau đó ta nhấn Next rồi Yes ha, rồi nói chung là cứ Next Next thôi ha. Rồi để mặc định như vậy nó sẽ tự động nó cài cho mình nha. Rồi như vậy thì cũng đã cài đặt xong, thì ở đây là chúng ta sẽ không có chạy Access Pro hay cũng giống như nãy thôi. Rồi thì sau khi cài đặt vá lỗi xong thì tiếp theo chúng ta sẽ cài cái bộ tài liệu offline ha, tại bộ tài liệu offline. Thì như mình cũng có nói thôi thì chúng ta có thể xem cái tài liệu online khi có internet. Trường hợp không có internet chúng ta có thể sử dụng cái tài liệu offline này để ta tra cứu ha. Thì cài đặt Access Pro phần help của nó thì cũng giống như vậy thôi. Đầu tiên nó cũng sẽ cần giải nén cái bộ cài đặt ra, nó cũng sẽ để bên trong cái thư mục giống cái thư mục hồi nãy thôi nha. Giải nén ra để đây, thì bạn cần nhớ cái thư mục này, chúng ta sẽ quay lại đây, chúng ta cài đặt lại hoặc là chúng ta xóa bỏ đi. Rồi thì giống như vậy thôi, bạn nhấn Next để tiến hành nó giải nén ra, và sau đó là sau khi giải nén xong thì nó sẽ tiến hành nó cài đặt luôn. Ở đây thì bạn nhấn Close lại ha, thì nó sẽ tiến hành nó mở cái bộ cài lên và tiến hành nó cài cho bạn luôn. Rồi các bước này cũng tương tự thôi, bạn nhấn Yes rồi Next thì ok gì đó vân vân ha. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ không có cài theo cái help cho cái phần Access Pro Intelligence luôn ha, mình cũng không không cần luôn. Ở trong trường hợp này thì mình đang muốn focus, muốn dành toàn bộ thời gian để nói về Access Pro cơ bản trước nha. Khi có thời gian nào đó sau này chúng ta sẽ nói về Access Pro Intelligence sau ha, nếu có thời gian. Rồi thì chúng ta tập trung vào cái phần Access Pro thôi. Thì Access Pro Intelligence nó chính là một cái tạm gọi là một cái phần thêm ha, một phần thêm để hỗ trợ cho công tác thu thập dữ liệu và điều tra, chủ yếu là điều tra về mặt giống như là cái việc mà điều tra cho nhóm cái ngành mà phân tích tội phạm á ha, giống giống như vậy á. Nên nó có một số module đặc thù ha. Rồi. Rồi như vậy chúng ta cài đặt xong ha, thì đây bạn nhấn finish thôi. Tạm thời lúc này thì chúng ta cũng chưa có chạy Access Pro đâu. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái phần là license tí xíu, giải thích ý nghĩa của một số cái cách thức cho license, mà những phương thức license mà Access Pro nó sử dụng để nó kích hoạt cho người dùng ha.
Rồi, ở đây thì mình muốn nói thêm xíu nữa là bạn nhớ hồi nãy chúng ta giải nén cái bộ cài nó ra cái thư mục này không? Đó, thì bạn nhớ ha, cái chữ del ở đây nó chính là cái tên của cái user đăng nhập vào đây thôi. Ha, của bạn thì khả năng sẽ khác. Đây thì đây là các bộ cài mà nó giải nén ra. Chúng ta có thể giữ lại ở đây, nếu như máy tính bạn nhiều dung lượng chúng ta có thể giữ lại để chúng ta hay cài đặt lại sau này ha. Còn không thì ở đây thì mình có thể là mình sẽ xóa đi, mình xóa tạm thôi. Nó sẽ nằm trong recycle bin á. Rồi khi nào mà chúng ta mình thấy hết bộ nhớ thì mình có thể clear đi luôn. Ok, thì video này sẽ tạm ngưng ở đây. Ở trong video theo chúng ta sẽ giải thích về một số cái cơ chế về license trong ASP Pro ha. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.